nước thì thất bại sẽ sử dụng một lực bớt tổng ngược lên, nó phải áp được áp lực vận động bằng phổi thì máu vô được động phổi. Bây giờ vì một bệnh lý nào đó áp lực bằng phổi nó không phải là 10 nữa mà là 15, 20, 25, 30, 40, 50, thì lúc đó tim phải sao phải làm gì, cơ co còn áp lực lớn hơn vì nó thắng được áp lực bằng phổi thì máu vô được động phổi. Vì vì một lý do nào đó cũng tăng áp lực bằng phổi không thể nói thì cũng nên dùng một thầy phải làm kiến bộ giác tử vong. Và bạn xem ra bệnh này nằm trong những bệnh mà cần được có từ hiện đến qua, ví dụ như là những nó tên dù viêm màng ngoài tim co thắt hoặc là bệnh nhân này viêm phổi rồi chạy gì mà còn nữa, chúng ta bệnh nhân phải tiêu phí ở những quá tim mạch tiêu phí ở những qua gì qua phổi. Hoặc là cuối cùng cái đau bệnh này nằm trong những bệnh mạng tính này, dù trào ngược dây thực quản cũng gây ra ngực co thắt, bạn cũng có thể làm ngực bẹt dây thực quản cũng có thể làm ngực bệnh viêm túi mật cấp hay ngay cả bệnh cột sống cổ bệnh cũng gây đau được, hoặc là viêm khớp viêm sụn sườn. Như vậy qua các bệnh triệu chứng thứ nhất là đau được mình phải rất là bình lý vậy. Ý thứ nhất là đau được là triệu chứng cơ năng của nhiều bệnh lý mà em có thể kể ra. Khi tiếp cận một bệnh nhân đau được giống như tất cả triệu chứng sau này em hỏi đầy đủ các chất từ khởi phát, từ tính chất đau, tính lan, cái vị trí, cái kiểu đau, yếu tố làm tăng hay giảm đau, mà đặc biệt trong đó em để ý nhất dạng là đau được kiểu màng phổi, tức là cái đau được này là do bệnh lý của đường hấp dưới mà nó kích thích màng phổi làm bệnh nhân đau tại thì đau tăng khi nó sâu hoặc khi bệnh nhân ho như vậy. Và mình để ý đến dạng cách tiếp cận một bệnh nhân đau được theo dạng theo các bệnh lý có tính chất gì từ đe dọa tính mạng có biến chứng hoặc là điều chỉnh qua bệnh mạng tính có thể gây chúng ta điều chỉnh cơ năng thứ hai là khó thở. Vậy thì khó thở là cái cảm giác gì ta nói gì, khó thở là cảm giác khó chịu, cảm giác không đủ không khí để thở ở nhiều mức độ khác nhau. Và đương nhiên là gì nó sẽ không bị đau được, nó cũng sẽ do gì ạ, do rất nhiều bệnh lý gây nên khó thở. Riêng triệu chứng khó thở thì sau này em đi thực tập hoặc sau này em ra trường em sẽ gặp những người bệnh nhiều hơn. Cái triệu chứng khó thở thì khi người bệnh ta hay lầm lẫn về triệu chứng gì ạ, triệu chứng mệt. Chứ bác sĩ anh tuần nay sau tôi khó thở và trong quá trình nói với người ta nói nhiều mệt khó thở, nhưng rõ ràng mệt cũng khó thở hoàn toàn khác. Anh nên nhớ ví dụ như bây giờ em ở đây mà tới 11 giờ nghỉ mà anh cho em ngồi đây tới 12 giờ là em mệt quá thể lên. Em một đêm mà đi qua ngủ ít đi làm công việc gì đó mà em phải thức sớm 2-3 giờ thức tới giờ em cảm giác mệt, hoặc là một ngày mình làm lao động chân tay liên tục nhiều đi thì làm mệt là thì chúng nó bồng tắc trưng cho một cái khoa nổi cảm thấy người mình và khó thở hoàn toàn khác. Vì khó thở là người bệnh hay khó thở, nhưng người nhân viên y tế mình sẽ khám để khẳng định xem bệnh nhân này có khó thở không. Dạ như vậy thực ra anh lại phải nói ý này để nói là ý này là vì em bắt đầu học vào triệu chứng cơ năng em thấy gì, triệu chứng cơ năng là triệu chứng thang phiền của người bệnh, nhưng rõ ràng cái thang phiền người bệnh nó sẽ phụ thuộc vào rất nhiều tố. Thì đương nhiên là mình sẽ xét nhiều người, ví dụ có người tương đối nhạy cảm là nhỏ mức là ta có thang nhiều, em nói ra có nhiều người cái khả năng chịu đựng nó khác, cái cảm nhận triệu chứng và chịu đựng nó khác. Em có thấy trong gia đình hoặc bạn bè em có thấy nhiều những người có người bị một vết thương nhỏ nhưng ta đã la khóc lên, có người một tiếng thơ có người có ra nhiều nhiều hơn nhưng mà người ta vẫn bình tĩnh hay là như vậy. Thì cái cảm nhận của mỗi bệnh nhân khác, cái thể hiện của mỗi bệnh nhân khác, và cuối cùng là gì, em có hiểu rằng triệu chứng cơ năng là triệu chứng chủ quan rất toàn mong của người bệnh, và người bệnh có thể gì hoặc là vì tâm lý người ta cường điệu quá hơn để người ta được chăm sóc nhiều hơn. Tao nói bác sĩ tao đau dữ lắm thì mong muốn người bệnh để ăn nhiều, bác sĩ phải quan tâm nhiều, dành nhiều thời gian cho người bệnh. Hoặc cuối cùng là gì, có chừng em bị bệnh người ta đánh lừa thì mà anh nói đó để em hiểu rằng vì em bắt đầu bị kích động
giống như bây giờ anh nói này, bây giờ mà anh muốn nghỉ, em nghĩ là anh nghĩ anh nói để anh nghĩ dài được không? Anh nói bây giờ sao tự nhiên đứng đi lớp nãy giờ được khoảng chừng 30 phút, anh thấy nhức đầu và chóng mặt nhiều quá. Chắc là mẹ em báo với chủ nhiệm hoặc báo hiệu trưởng gì anh không thể tiếp tục dạy được, là vì giờ anh nhức đầu và chóng mặt nhiều quá. Anh nghĩ được không nhỉ? Bây giờ tất cả những em ở đây có ai chứng minh một phản biện được bố thầy đâu có chóng mặt nhức đầu đâu, không có. Ngay cả chuyên khoa nội thần kinh ngoại thần kinh các thầy lớn đến đây cô không ai khẳng định được anh nhức đầu hay không nhức đầu, chóng mặt hay không chóng mặt. Em rõ gì? Anh nói ý này để em hiểu triệu chứng cơ năng và chủ quan của người bệnh. Người nhân viên y tế mình sao em? Về nguyên tắc là khi em khám bệnh là mình án phải trung thực. Trung thực đây với nghĩa là mình không bỏ tìm được chứng người bệnh. Nhưng đương nhiên phải gì? Mình phải có những các kỹ năng để thu thập thông tin. Kỹ năng đây với nghĩa có người bệnh, một bác sĩ, một nhân viên, một sinh viên ra người bệnh là giao tiếp tốt, là thay tất cả. Nhưng cũng có người sinh viên ra, một bác sĩ ra người bệnh sao? Thì ta trả lời cho có thôi. Em hỏi gì ta trả lời có, còn ta quay mặt cho khác nằm. Cuối cùng ta nói câu gì? Cô ơi, cô mệt quá, chắc là lúc khác cô đến. Em hiểu với anh gì? Còn có người ta vẫn vui với em đó, ta nằm lâu rồi. Ta nằm cái chuyện bệnh mãn tính, ta nằm tháng. Còn em đi tự động tồn đi qua. Ta nhìn lên thấy 2 sao, 3 sao mỗi sinh viên. Ta muốn dẫn em đến đâu mà dẫn. Em hiểu gì? Ta nói thì cái ý này để em thấy là gì? Kiểu biến cái năng là chủ quan. Đặc biệt là cái khó thở nè. Vậy thì sẽ có những chuyện biến nhẹ khẳng định được, nhưng có những chuyện biến nhẹ không khẳng định lại. Giống như giờ anh nhức đầu dữ lắm, anh nói anh lấy tay ôm đầu anh có nhức chùm trong đầu nhức dữ lắm, không thể dạy được. Không ai chứng minh anh được điều đó. Đương nhiên mình sẽ có những cách đó. À, mình làm mới được đau đầu này thường mà đau đầu dữ dội nó sẽ liên quan đến một vài bệnh lý, mà vài bệnh lý đó có thể những cận lâm sàng như chụp CT không thấy u não, to huyết áp bình thường, khám máu không có tăng nhãn áp, tức là những nguyên nhân mà gây đau đầu dữ dội á có thể lòi lên lên để làm mình lòi những nguyên nhân thông thường mà có thể đe dọa tính mạng người bệnh vì những sang đau đầu dữ. Chứ còn lẽ nó lòi từ 100% người bệnh để không có đau đầu là mình để vậy anh thắc lại khó thở là cảm giác khó chịu, cảm giác không đủ không khí để thở. Và đương nhiên khó thở có nhiều mức độ, từ mức độ rất nhiều và nó cũng sẽ do rất nhiều bệnh lý. Mình thể kể vậy bệnh lý này là nhiều trung ương vì mình biết trung tâm bắp nằm ở thành quỷ. Vậy ngay cả những cái bệnh lý về trung ương, ví dụ tai biến mạch não, thiếu máu nhồi não hoặc là viêm màng não, viêm não thì cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm lập cũng như cũng có thể. Bây giờ đến bệnh lý của thuốc đột quỵ, em biết là thủy cổ thì em chỉ là đinh xuất phát mà nó gì em nó sẽ điều khiển về vận động của gì của cơ đột quỵ. Vậy thì giờ chấn thương vùng thủy cổ thì bệnh nhân vẫn có thể gì vẫn khó thở, bệnh nhân dùng cơ bệnh nhân vẫn khó thở, bệnh nhân bị gãy xương sườn mà thành mảng sườn di động thì bệnh nhân vẫn khó thở. Và cuối cùng đương nhiên là tất cả bệnh lý tim mạch hoặc bệnh lý của đường hô hấp dưới đều có thể gây khó thở. Ví dụ như suy tim, ứ máu ở tiểu tuần hoàn, bệnh nhân khó thở. Ví dụ như ngang khí quản co thắt nghẹt đường thở, bệnh nhân khó thở. Ví dụ như là viêm phổi mà cái diện tích cái viêm phổi nó nhiều, viêm phổi nguyên cả phổi phải thì ảnh hưởng đến gì em cao bọt khí, bệnh nhân vẫn khó thở. Dù tràn dịch màng phổi hoặc tràn khí giống như máu thải, bệnh nhân vẫn khó thở. Vì vậy thì giống như đau mình, khó thở sẽ do nhiều bệnh lý, nhưng mà đứng về mặt bệnh học thông thường nhất nó sẽ liên quan đến hai chuyên khoa vậy. Khó thở trong bệnh lý tim mạch và khó thở trong bệnh lý hô hấp. Rồi cũng giống như đau mình thì thông thường mình sẽ phải hỏi gì em cái khởi phát của khó thở. Ví dụ bệnh nhân bác sĩ ơi, sau sáng nay khoảng 5-6 giờ sáng tôi đang ngủ còn một thực chất một bị khó thở. Vậy thì mình hỏi khó thở người bệnh nó xuất phát từ hai đột ngột, mà nếu đột ngột thì trong bệnh lý hô hấp thì nó sẽ rơi vô 1 trong 5 những bệnh nhân. Cái điều kiến học nãy anh nói quan trọng hoặc điều kiến học anh nói nghe không thì sau này nó giúp cho mình chẩn đoán vậy em.
thì ngày trước đi hay có thể anh cũng còn giống giống như này. Đương nhiên anh đi rồi anh quên, nhưng đương nhiên trong quá trình học anh sẽ được học bệnh học của những bệnh này, và từ từ ra trường anh làm được những ngành đó học, từ từ xem anh sẽ phải ôn lại, anh buộc lại những chuyên ngành đó. Ví dụ đến lúc cao mà khó thở đột ngột, người bệnh nó có thở đột ngột mà khó thở này anh khẳng định sau mỗi bệnh khám bị khó thở này là do ung thư ạ, thì chắc chắn người bệnh này sẽ rơi vào một trong năm bệnh này. Nếu là có thể là dị vật đường thở, hoặc nếu không là cơn gan cấp, hoặc là đợt cấp của bệnh phổi mãn tính, hoặc là tim mạch phổi hoặc đặc biệt mạch phổi. Còn những bệnh còn lại thôi, cứ khó thở nó sẽ từ từ. Vì một trường hợp viêm phổi không thể đột ngột khó thở. Viêm phổi tự nhiên phải vi trùng, phải xâm nhập từ đường hấp dưới, phải còn lại mặt tiền, rồi bệnh nhân có những triệu chứng nhẹ, bắt đầu ho, bắt đầu sốt, bắt đầu đau nhức ở mạch phổi, rồi xem sau đó khó thở thì điều còn kèm theo những triệu chứng bệnh. Chị bận xem một người bệnh, ví dụ như một bé nào đó rồi hít phải cái hạt và không đường thở, thì tại cái thời điểm cái hạt nó vào trong cái buồng khí quản, thì cái đó sẽ gây ra một cái kích thích và bệnh nhân là khó thở như vậy. Hoặc cơn gan cấp, tức là co thắt cả cái niêm mạc của khí quản, của cây khí quản thì đường thở hẹp lại. Hoặc là đợt cấp của đường thở sẽ hẹp mạng tính như vậy. Khói thuốc lá là viêm phù nề lấy khói thuốc, nó hẹp toàn bộ đường thở, nhưng đương nhiên nó hẹp từ 10 đến 8, 7, 6, cả cái đường thở giờ còn 6 phần lên. Lần này nó có yếu tố gây nên đợt cấp, ví dụ như là bệnh nhân tăng đáp ứng một yếu tố nào đó nhiễm trùng, nó viêm phù nề hơn nữa, nó không còn 6 mà còn 4 nữa, thì bệnh nhân sẽ khó thở. Hoặc là tràn khí mạc có khi tắc phổi mạc, ta nói rồi. Vì vậy thì mình hỏi đầu tiên là khó thở này tự tắt phải là đột ngột không? Nếu đột ngột thì gợi ý mình liền. Cái tiếp nữa mình hỏi khó thở này là mới xuất hiện lần đầu hay là đã lặp đi lặp lại? Dù bệnh nhân vô bác sĩ ơi, không khó thở, quá trình hỏi thì nói à bác sĩ ơi, cái khó thở này không phải mới xuất hiện bác sĩ, cái này tôi bị khó thở từ hồi nhỏ rồi, năm sáu tuổi tôi bị khó thở, biển năm nào vào cái mùa lạnh này nè là cô bị khó thở, thì lạnh mưa cũng khó thở. Vậy thì mình hỏi xem cái khó thở đó mới xuất hiện hay là khó thở đã lặp đi lặp lại rồi. Ví dụ trong tình huống mà người bệnh khai giống như em khó thở lặp đi lặp lại, thì có gì nó sẽ rơi vô những bệnh mạng tính của phổi, đó là gan phế quản hoặc là gì bệnh phổi đặc biệt mạng tính. Hoặc là mình hỏi gì em cái thời gian khởi phát khó thở, ví dụ như bệnh nhân nói là thường có khó thở là về đêm bác sĩ, hoặc là bệnh nhân nói giống như nãy đó, tôi chỉ khó thở vào mùa lạnh hoặc là mùa mưa bác sĩ, năm nào nghỉ vào mùa lạnh này, năm nào vào mùa mưa là có bị khó thở, vì gợi ý đến hen. Nếu khó thở về đêm thì bệnh lý của bác thường là hen, bệnh lý chính mạch là vi tim, hoặc là bệnh ca bác sĩ ơi, cái khó thở của nó không có liên quan ngày đêm đó, gần như nó khó thở liên tục, tức là thuộc về bệnh phổi mãn tính hoặc là bệnh mô kẽ phổi. Còn lại mỗi khó thở của người bệnh nó có liên quan tư thế hay không, ví dụ như khó thở người bệnh mà người bệnh đang là khó thở này liên quan tư thế, bác sĩ ơi tôi khó thở bây giờ tôi nằm ngang cũng không được, còn em như mình đây là bác anh chị nằm xuống tôi cắm, người bệnh vừa nằm ngang xuống người bệnh ngồi bật dậy còn thở không thở được, người bệnh đó còn ngồi hoặc nằm đầu cao 64 độ, vậy thì mình sẽ gặp công việc suy tim suy huyết. Hoặc là khó thở này nó liên quan nè, ví dụ như khó thở mà bệnh nhân ngồi thường là cúi đặt trước là trong ngang, tức là ngồi mà cúi trước bệnh nhân dễ chịu hơn, hoặc là tắc nghẽn đường hấp trên thì thường nha khó thở hầu bệnh nhân ngửa là sao, hoặc là trong tràn dịch màng phổi thì bệnh nhân sẽ nằm về bên tổn thương nó sẽ dễ chịu hơn. Ví dụ như bệnh nhân mà tràn dịch màng phổi phải được nhiều, ví dụ tràn dịch 2/3 của phải đi, vậy thì người bệnh này chỉ dễ chịu khi nào em, hoặc là người bệnh ngồi hoặc khi nằm là nó nằm nghiêng bên phải, vì khi nằm ngửa hoặc nghiêng trái thì sao em, cái nguyên cái thể tức mà cái phổi bị tràn dịch đó nó sẽ chèn vào cung tích hoặc nó chèn qua cái phổi trái, mà khi tràn dịch mà phổi được nhiều thì bệnh nhân gần như chỉ được thông khí cái phổi trái,
và những sao nổi tiếng mà mình nói là bệnh nhân chỉ vậy, bệnh nhân chỉ sống nhờ bộ trái, nó kia nằm ngửa và kia trái thì sao em? Cái việc mà nguyên cái thể của cái dịch của phải đè nó chèn vô nha, bộ trái và cái khí quản bên trái với quản bên trái nhiều thì sẽ khó lắm. Vì vậy thì trong trường hợp càng dịch mà mỗi mà lượng nhiều thì người mình sẽ nằm nghiêng về bên tổn thương, cảm thấy dễ dàng hơn. Nên mình phải hỏi đến cái tư thế nằm hoặc ngồi của mình. Và là mình cũng sẽ hỏi cho chị em, cái khó ở người bệnh này nó có liên quan đến gắn sức hay không? Ví dụ người bệnh mà khó thở mà liên quan gắn sức thì nếu là tim mạch đó là bệnh lý đó là suy tim sẽ gây khó thở gắn sức. Hoặc là bệnh lý hô hấp đó là khiến cái bụng hoặc là cơ hen mà hen cơ thể dẫn đến hen mà làm gắn sức. Thì sau này em học bài hen em thấy là gì? Các yếu tố về phát triển hen nó có một yếu tố đó là hoạt động gắn sức. Dù khi hen mà người ta do thay đổi thời tiết, dù trời lạnh là bệnh nhân bị co thắt, bệnh nhân lên cơn khó thở. Khi tiếp xúc với dị nguyên đường hô hấp, ví dụ như bệnh nhân rất phải mùi phấn hoa và bệnh nhân co thắt ngạt đường thở, bệnh nhân khó thở thì được gọi là các yếu tố về phát triển hen. Thì có một yếu tố đó là do hoạt động gắn sức. Thường thường trẻ em ví dụ như là các em nó vận động với dưới cái ngưỡng đó là bình thường, chạy chơi nhảy dây đá banh gì đó dưới cái ngưỡng đó là bình thường. Nhưng các em đó mà hoạt động đến cái ngưỡng đó là lên cơn khó thở co thắt của bạn, ta gọi là hen mà do hoạt động gắn sức. Như vậy thì nếu là khó thở mình xác định hẳn đây là khó thở liên quan gắn sức thì tim mạch là suy tim, nếu phổi không phải là hen do hoạt động gắn sức thì đó là do khí của bụng. Còn như thế nào gọi là khó thở gắn sức em? Ví dụ giờ anh nói em trai đầu vàng, mình đang ở đây là ở đầu 4. Bây giờ em chạy thật nhanh xuống cái văn phòng của bên chỗ ô tô với đại mình. Em chạy nhanh dưới em lấy cái tài liệu này lên cho lớp. Mà em nhanh đây cho em thời gian 2 phút rồi. Em này biết là phải làm gì mới chạy. Đầu tiên chạy xuống tới dưới cầm lên sắp giấy lên ở đây. Còn em hỏi bạn này khó thở không? Bạn này trả lời sao? Theo em bạn này trả lời sao em? Xỉu. Em trả lời đúng em. Lúc đó thì em mặt tím mất thở hổn hển hổn hển như khi nói được. Nhưng mà đương nhiên bạn này đứng sẵn thôi. Khoảng chừng 2-3 phút. Bạn đó thêm từ từ thở chậm chậm đều lại bình thường lại. Như vậy thì mình hiểu rằng ai gắn sức cũng khó thở. Đó là điều đương nhiên. Như vậy thì khi nào gọi là khó thở gắn sức? Khi nào nha? Khi là cùng một công việc đó, mình thường so sánh cùng với người bệnh đó, cùng một công việc đó, cùng một mức độ đó mà người bệnh thấy sao khó thở nhiều hơn, hoặc người bệnh sao phải sử dụng nhiều thời gian để hồi khó thở là hình. Ví dụ người bệnh đó là bác sĩ là tôi làm nghề nội trợ, nhưng mà sau cái chừng 3 tháng 2 bác sĩ là tôi không có đi chợ nổi nữa. Mà tôi đi chợ là tôi phải dừng lại nhiều lắm, tôi đi đò tôi dừng lại và tôi đi tiếp. Ngày trước tôi đi chợ tôi xách đồ được, nhưng ngày nay gần như tôi đi chợ là tôi mua rồi con tôi chở về thôi, hoặc là tôi không thể đi như vậy được. Hoặc có người ta làm nghề bác sĩ ơi, tôi làm nghề buôn bán, nhưng bây giờ là ngày trước tôi buôn 2-3 bao là chuyện bình thường, giờ tôi không buôn nổi nữa. Hoặc là tôi đi buôn tịch hơn, tôi dám được có bao hoặc tôi đi còn tôi phải dừng lại thở, em hiểu không? Vậy thì mình so với chính cái hoạt động gắn sức bình thường người bệnh, ba người biểu hiện khó thở nhiều hơn hoặc cần nhiều thời gian để hồi phục cái chuyện khó thở đó thì mình gọi là khó thở gắn sức. Kế tiếp nữa là mình xem người bệnh này khó thở ở khi nào. Như vậy thì mình sẽ có mấy thì hô hấp này, mình sẽ có hai thì chính là gì em? Thì hít vào thì thở ra. Nhưng đứng về mặt thì em về mặt bệnh học và tình trạng lâm sàng sẽ có những ba kiểu khó thở. Người bệnh có thể khó thở thì thở ra, người bệnh có thể khó thở thì hít vào, hoặc là người bệnh xem khó thở cả hai thì vừa hít vào và thở ra. Vậy thì đầu tiên mình học lại người bệnh khó thở thì hít vào. Vậy thì mình xem đầu tiên khó thở thì hít vào là do tắc nghẽn ở vùng nào ấy? Vùng hạ hồng thanh quản.
cái biểu hiện của khó thở thì là gì ạ? Là thường bệnh nhân khó thở dữ dội, thường bệnh nhân ngồi để thở, mỗi lần hít vào thì đầu bệnh nhân ngửa là sao ấy, và khi hít vào á mình sẽ nghe tiếng rít ở vùng cổ này, và bệnh nhân co kéo cơ hấp rất nhiều ấy, mà chủ yếu là cơ gì ạ, cơ ức vòng bụng. Và mỗi lần hít vào thì đầu ngửa là sao thì co kéo cơ ức vòng bụng lên, vai bệnh nhân rút lên, và chỉ cần mình đứng gần đây, mình đứng gần người bệnh là mình đã nghe tiếng rít ở vùng cổ rồi, hoặc là mình sử dụng ống nghe mình đặt vào vùng cổ là mình nghe tiếng rít. Như vậy thì em sẽ thấy điều này, mình đang học đây là mình đang học chiều gì em, người mình khó thở thì hít vào, biểu hiện là khó thở dữ dội, người bệnh ngồi thường ngồi để thở, hít vào thường đầu bệnh nhân nửa là sao, vai bệnh nhân rút lên, co kéo cơ bụng nhiều mà chủ yếu là cơ ức vòng nhẫn, và đứng gần nghe được tiếng rít hoặc là gì em, hoặc là đặt ống nghe mình nghe được tiếng rít. Và mình học ở đây là mình biết đó là gì em, đó là cái tắc nghẽn này là tắc nghẽn đôi ở vùng hạ hậu thanh quản. Như vậy đó là chiều mình học. Bây giờ ra thực tế sau này sinh viên em ra trường hoặc giống như anh học hoặc giống như bây giờ anh đi trường, anh gặp một trường học thì đầu tiên vô mình học là gì em, cái biểu hiện của người bệnh, mình gặp người bệnh là đang khó thở dữ dội, cái mình thấy là người bệnh này phải ngồi chứ không nằm được, môi đầu tiên người bệnh này có thể tiến nữa, mình lại gần là mình sẽ nghe được tiếng rít ở vùng cổ, mình đặt ống nghe vô mình nghe tiếng rít, hoặc mình thấy bệnh nhân tương đối điển hình sau hít vào cái tường là bệnh nhân ngửa sau ba bệnh nhân rụt lên để mình nghe được tiếng rít. Vậy thì người sinh viên hoặc người bác sĩ nó lúc đó làm chuyện gì vậy? À, bệnh nhân này đang khó thở là đầu tiên, bệnh nhân này đang khó thở kiểu gì, khó thở kiểu hít vào, vì tất cả biểu hiện này giống như mình học. Và cái thứ ba người bác sĩ này sẽ nói gì, khi nói gì, à như vậy thì đứng về mặt chẩn đoán ca này sẽ nghẽn gì đâu, à hậu thanh quản, nó rõ gì. Và cái này nó quan trọng nhé, quan trọng nếu một nhân viên đó là sinh viên hay bác sĩ mà mình không học điều này, hoặc mình học mà mình quên đi, hoặc mà mình học nhưng trước người bệnh mình không ứng dụng được, thì lúc đó thôi mình bỏ sót chẩn đoán. Mình nghe tiếng rít này mình nghĩ là đây chắc là hen phế quản, nhưng hen là hoàn toàn khác một bệnh khác này, em rõ là gì. Như vậy thì anh nói giờ đây nữa để em thấy là tầm quan trọng của học trường tiếng học ấy, nó là chìa khóa của chẩn đoán bệnh. Vì chẩn đoán ra bệnh thì chuyện hỏi bệnh nó sẽ giúp hoặc định hướng cái chẩn đoán gần như 70-80% đấy. Nó điển hình đến mức gì nào là vì anh nghĩ rằng tối xưa tôi đi sáu và bây giờ ra trường cũng chưa chắc nhiều em đã khám được, vì em sẽ gặp bệnh nhân này đâu em chỉ gặp ở cấp cứu, nhưng đối xưa tiên thì thường mình sẽ ít đi cấp cứu, hoặc em đi cấp cứu mình về ngoại buổi sáng thôi, tức em đi mà em chỉ trực ở cấp cứu á là em đi ngoại thì trực cấp cứu, hoặc là em đi sản, nhưng ngoại sản thì những bệnh viện đó bệnh nhân khó thở người ta không vào. Em có thể gặp nữa là tai mũi họng, nhưng chương trình chắc cho em chương trình tai mũi họng mình đi giống như thời gian anh đi có tuần hay tuần dần tuần tai mũi họng mà đi lầu đại là phân chia rồi có gặp, mình có thể gặp khó thở này thì đi vào ở đâu anh bệnh nhiễm, nhưng anh nhớ ngày trước anh đi nhiễm anh đi qua phòng chứ anh không đi ra nơi nhận bệnh của nhiễm, nơi nhiễm kia cũng không gặp. Anh nói điển hình để sau này em gặp em cái khó thở đi vào nó điển hình lắm, em có thể nghe giống như là gọi là khó thở được cho thịt vào đầu vỡ người bệnh, cái tiếng thích nó là vậy á, nó điển hình đến những khi anh đứng gần nghe á và anh đặt nó nghe vào. Như vậy thì sau này đi thực tập mình cố gắng nếu gặp được một ca khó thở thì hít vào, thì anh khuyên mấy em nên vậy, nên tập lại hoặc mình ngược lại mình ngồi cũng lại. Vậy thì nếu là mình tập tập mình là cái khó của sinh viên là sao em, mình được gọi là gì em, cái tình hình trong đầu à đây có một ca nghe tất cả đi khám, à đây đây có một ca có thở hít vào thì mấy em ra khám, và em nói là có một ca đi trực là có một ca viêm ruột thừa em ra khám, nhưng như vậy thì trong đầu mình đã tình hình hết viêm ruột thừa ra khám rồi, nhưng ra ngoài đời có bạn nhé, ngoài đời đâu mà không,
một lượng bệnh lớn em à, hoặc là em đang trực điều dưỡng bác sĩ có ca khó thở gì đó, bác sĩ đang vô em bước ra là có ca khó thở tập tiếng hết, người nhà người ta gây áp lực, có người nhà vô khóc sắp chết rồi bác sĩ ơi, hoặc là vài người đi theo người ta khóc lóc, em gặp người bệnh khó thở dữ dội mà con tiếng hết, vậy thì lúc đó là bắt đầu mình rất nhiều bệnh lý gây khó thở, vậy mình phải tìm ra được những chìa khóa mình mỗi thật nhanh hoặc khám được triệu chứng gì gọi là chìa khóa để chẩn đoán ra bệnh nhanh nhất, hiểu không? Vậy thì cái triệu chứng hoặc đây nó sẽ giúp mình nè, tuy nhiên sau này nó còn triệu chứng thực thể, tuy nhiên là cần lâm sàng, triệu chứng bệnh là một trong những cái